Cửa hàng Hoa Lan Môn xin chào cô chú. Và hôm nay từ bên cửa hàng bên con mới nhập được về một số chậu địa lan, cái dòng là địa lan tia nắng. Và tất cả các cây bên con đều là cây đang có vừa hoa hết. Và hiện tại cái dòng địa lan tia nắng này bây giờ nó rất là hiếm cô chú. Tại vì cái cây này con đã quay về, con mua lúc trước là rất là lâu rồi. Hôm nay thì con mới có hàng lại cái dòng này. Và cây bên con là cây đang có vừa hoa luôn. Và con bán đồng giá là 300 nghìn một chậu để cho các cô chú mình về sưu tầm. Đồng giá là 300 nghìn một chậu nha cô chú. Mặt hoa là mặt hoa chuẩn như hình này luôn, hoa to. Và cái dòng đi lan tia nắng là nên chịu trồng được ở xứ nóng nha cô chú. Cây này trồng ở xứ nóng rất là tốt luôn á. Mình trồng ở khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam cũng rất là ok. Đây là dòng đi lan tia nắng, đồng giá là 300 nghìn một chậu nha cô chú. Đó, dòng này rất là đẹp. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây thì bên cửa hàng bên con sẽ cho cô chú mình xem một số cái hình cây của cái dòng địa lan tia nắng của Hoa Lan của mình ngày hôm nay. Đây là cái hình cây của cái địa lan tia nắng ngày hôm nay nha cô chú. Và cây bên con thì tất cả cây đều là đang có vỏ hết, và hàng này là lâu lắm rồi mới có hàng về một lần. Mấy cái này tất cả đều là vỏ hoa hết nha cô chú. Đây là dòng địa lan tia nắng nè. Đồng giá là 300 nghìn một chậu để các cô chú mình về sưu tầm. Và cái dòng này là nó rất là dễ trồng cô chú. Cây là cây đang nụ hết luôn á. Nó trồng được là cả khí hậu miền Bắc và cả miền Nam. Dòng này nó chịu nắng rất là tốt luôn. Đây là địa lan tia nắng nha cô chú. Và con về với tầm khoảng 10 chậu thôi. Thì một chậu như vậy sẽ tầm khoảng cỡ 2 thân, 2 tới 3 thân. Cây là cây đang có vào hoa luôn nha cô chú, rất là đẹp. Dòng này là dòng địa lan tia nắng nè. Đó, bảng lá đó cô chú nhìn nè. Lá bông ngời rất là đã nha cô chú, cực kỳ đẹp luôn á. Dòng này thì chơi hoa là khỏi bàn tới rồi. Hoa này là hoa chùm và nó rất là dễ hoa. Kích thước hiện tại của nó từ gốc tới đầu lá con đo tầm khoảng có 50 cm. Và cái lô này thì con về tầm khoảng 10 chậu thôi, con bán tầm khoảng cỡ 300.000 chậu. Tại vì lâu lâu mới có hàng một lần thôi chứ không có hàng nhiều nha cô chú. Dòng này là dòng địa lan tia nắng nè, thấy không? Đó. Cây là khỏi với chê rồi cô chú, cây này là nói chung là đẹp, cực kỳ đẹp luôn á. Vò hoa nè, tất cả đều đang có vò hoa hết rồi. Và con sẽ đóng hàng rất là kỹ để cho các cô chú mình về mình sẽ cho hoa luôn. Địa lan tia nắng. Đồng giá nha cô chú, 300 nghìn một chậu cho các cô chú mình về sưu tầm. Đúng nhất là 10 chậu. Và số điện thoại bên con ngày hôm nay là 0908 846 804. Địa chỉ ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Địa lan tia nắng nha cô chú nào yêu thích thì mình cứ liên hệ cho bên con. Tất cả cây bên con đều đang có vỏ hoa hết luôn á. Cây rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Địa lan tia nắng. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Còn địa chỉ cửa hàng Quang Minh thì nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Địa lan tia nắng nha cô chú, đảm bảo các cô chú là 100% là chuẩn hoa. Cây là rất là đẹp. Đó. Cây như hình.